Cause I'm really in love with you. When I look in the pictures of you, I remember moments and my heart feels like mine. You've been a big surprise. My soul now feels alive. And now I know the thrill to fall. Now I know the thrill to fall. And now I know the thrill to fall in love. Hello, Nguyễn Sĩ Vlog xin chào cô chú anh chị xa thân mến. Nguyễn Sĩ Vlog đang ở chùa Tà Phan Rau ở đây là thuộc xã này chắc xã 65 quá cả nhà. Đoạn đường đi về đồi Tức Dập nè cả nhà, chùa Ven Rau nghe cả nhà. Bữa nay là lễ tắm Phật. Nguyễn Sĩ Lóc review cho cả nhà xem nha. Chào em trai. Chào em. Đây là bữa nay là lễ tắm Phật nha cả nhà. Em nào cũng cầm súng nước kìa. Đây là Tết của người dân tộc Khmer, Tết Cam Chiên nha cả nhà. Chùa Ven Rau. Ở đây là đất xã U Lâm, huyện Chi Tôn. Đẹp không cả nhà? Nào lựa đây cô, nào lựa đây chị, có con ghẻ 20.000 nữa đó chị, mua cháu con ơi. Chơi chỗ thắng xịt nước giữa đường ngay đấy à. Hai em nhỏ đứng đợi người ta đi ngang bắn nước. Hello, chào con. Nữa về coi kênh ủng hộ chú nha. Nha. Đây trang trí chỗ rất là đẹp cô chú. Trang trí chỗ chụp hình rất là đẹp luôn. À. Đây là chùa Ven Rau nha cả nhà. Bay buôn trăng ba. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Ở đây có trò chơi nè, đập lò nha. Đập lò nha cô chú anh chị. Chơi đập lò nè cả thông cuối nè cả thông pin pin on không ăn tao luôn pin on
mà là nó play lên nhà rồng bung bị bắt đó hồi đập bay hồi mày còn thế hồi hồi nãy trời bây giờ chơi 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 đến mình chơi chơi nghe chồng chồng quá bây giờ chúng ta hồi bóng đồ chơi nó mất giờ là bóng chơi chơi tự cầm bao nhiêu vậy là thằng cái mình chơi nó đó đấy. Cô chú chị xem kênh Nguyễn Sĩ Lóc thấy có hay dễ nữa. Cô chú chị cho Nguyễn Sĩ Lóc một like và một lượt đăng ký và chia sẻ cho người xem. Nguyễn Sĩ Lóc xin chân thành cảm ơn cô chú chị rất là nhiều. Có lời Nguyễn Sĩ Lóc có lời đôi lời chúc cho cô chú anh chị luôn luôn được nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và bình an trong trọn đời. Có cây dầu này rất là đẹp nha cả nhà. Sắp bay ở cha, sẽ sắp bay ở cha.
xin tạm dừng video tại đây. Chào và hẹn cả nhà là video tiếp theo. Bye cả nhà nha.